tôi từng tham dự World Cup. World Cup của lứa tuổi U20. Và tôi cũng từng bỏ lỡ cơ hội đi vào lịch sử. Nhưng đó không phải là dấu chấm hết. Đó là động lực để mở ra những cơ hội mới. Bóng đá là đam mê của hàng triệu cậu bé tại Việt Nam. Nhưng từ đam mê để trở thành chuyên nghiệp, đó là một chặng đường dài. Đó là những lần bị loại, là chấn thương, là những thất bại. Thành công không đến chỉ sau một ngày, chiến thắng không tới chỉ sau một phút giây thăng hoa. Mỗi đường truyền, từng bàn thắng chỉ đến sau hàng ngàn giờ tập luyện. World Cup là giấc mơ của mọi cậu bé. Tôi đã có cơ hội tới Qatar và cũng đã có cơ hội chạm mặt với Messi. Việt Nam đã giành huy chương vàng SEA Games, đã vô địch Đông Nam Á, đã tham dự tới vòng loại cuối cùng của World Cup. Và chúng ta sẽ cùng chinh phục World Cup 2026.